Kính thưa quý khán thính giả, đề tài bình luận thời sự số 3 có tựa đề Tại sao người Trung Quốc im lặng trước bất công? Đây là một vấn đề mà chúng ta thường thấy ở các chế độ Cộng sản, đặc biệt là người dân dưới chế độ Cộng sản Việt Nam và người dân dưới chế độ Trung Cộng thường khi gần như không quan tâm tới những bất công của xã hội, vấn đề đặt ra là Tại sao có sự việc này và làm thế nào để người người dân bao giờ cũng sẵn sàng đứng lên để giúp đỡ những người là nạn nhân của sinh hoạt bất công trong xã hội. À, đối với à, xã hội Trung Quốc thì người ta đưa ra nhiều lý do khiến cho người à, Trung Quốc thường khi giữ im lặng trước mọi bất công. Lý do thứ nhất là trung cộng à, bóp méo tin tức à, nhồi sọ quân chúng à, để cho Quân à, chúng nhìn vấn đề uh, và không thấy rằng đó là vấn đề bất công, đó là uh, đó là một vấn đề ở ở thượng à, Muốn như vậy thì uh, trung cộng áp dụng một chính sách truyền thông gọi là chính sách uh, Pavlov. Chính sách Pavlov uh, bắt nguồn từ uh, cái việc thí nghiệm của bác sĩ Pavlov. Cuộc thí nghiệm này uh, bác sĩ Pavlov uh, nuôi một con chó. À, và tới giờ à, cho chó ăn thì à, à, người nuôi chó à, lắc chuông à, Tiếng chuông và chó ăn nó diễn ra cùng một thời gian tại cùng một địa điểm Với một thời gian dài cứ cho chó ăn thì à, có tiếng chuông Tâm lúc nào đó vào giờ đó tại địa điểm thường lệ à, Người ta vẫn lắc chuông nhưng không có thức ăn và bác sĩ thú y được mời tới à, khám nghiệm à, cơ thể của con chó à, qua cái tiếng chuông thì thấy con chó à, bộ phận của con chó à, bộ máy tiêu hóa của con chó làm việc giống như con chó đang ăn. Nói tóm lại, thí nghiệm Pavlov à, đi đến một kết luận đối một một động vật có thể được tác động từ bên ngoài khiến cho động vật đó à, tiếp tục hoạt động khi những tác động đó à, Uh, vẫn tồn tại uh, và cái hoạt động đó bên ngoài cái 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 nhận thức của động vật từ cái thí nghiệm Pavlov uh, cộng sản Việt Nam cũng như cộng sản tàu mang vào uh, trong uh, xã hội uh, bằng hình thức uh, loa phường uh, loa phường tối ngày uh, cứ nói đi nói lại yêu xã hội chủ nghĩa yêu Bác Hồ thì dù không yêu nhưng mà mỗi ngày nói nhiều lần và hàng năm ngày nào cũng nói từ từ người dân thấy rằng xã hội chủ nghĩa không đáng ghét bắt hồ cũng không đáng tệ lắm đó là cái lối tuyên truyền bó bóp méo của các chế độ cộng sản mà cộng sản việt nam và cộng sản tàu là hai thí dụ điển hình sống dưới cái thông tin tuyên truyền bóp méo đó người dân từ từ không thấy được không phân biệt được thế nào là bất công thế nào là công bằng không thấy được À, thế nào là chống lại cái quyền sống của con người và thế nào là à, cái, cái 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 tương quan à, hữu hảo, cái tương quan à, thân thiết giữa con người với con người. Cái lý do à, thứ thứ nhì trở lại với hoàn cảnh Đông Hoa thì rõ ràng do văn hóa khác nhau à, cho nên người dân Hoa lục và người dân Hồng Kông à, Có những suy nghĩ khác nhau, có những phản ứng khác nhau đó là lý do đó có sự mâu thuẫn đôi khi ngấm ngầm đôi khi công khai giữa người dân hoa lục và người dân hồng kông từ đó khi xảy ra những sự việc gọi là bất công tại hồng kông người dân hoa lục thường tỏ ra im lặng cũng tương tự như vậy giữa người hán và người duy ngô nhĩ trung cộng chẳng những không tìm cách hòa giải những khác biệt giữa người hán và người duy ngô nhĩ mà trung cộng còn tìm cách làm cho sự khác biệt đó trở nên sâu sắc hơn bằng cách kín đáo tuyên truyền trong xã hội người hán rằng là giống duy ngô nhĩ toàn là những người khủng bố và từ đó người tàu gốc hán không thiện cảm gì với người duy ngô nhĩ và cũng từ đó người tàu gốc hán thường khi im lặng trướng những khó khăn, trướng những bất công mà người duy ngôn nhĩ phải gánh chịu. À, nói tóm lại thì à, sự việc à, người à, dân Trung Hoa à, thường khi à, im lặng trước trước bất công là à, do nhồi sọ và à, do tuyên truyền à, khuếch đại những à, mâu thuẫn giữa các sắc dân, giữa người hám với người duy Ngô nhĩ giữa người dân Hoa Lục với người dân ở Hồng Kông. Cái điều kế nữa là các chế độ Cộng sản một lần nữa nhấn mạnh Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng tuyên truyền, bao giờ cũng nhắc tới chính trị là nhắc tới thế lực thù địch những người nào Việt Nam hay là Trung Hoa làm chính trị nếu không phải là đảng viên chính trị nào ngoài hoạt động của đảng thì đều bị đảng cộng sản gọi là thế lực thù địch gọi là chính trị sâu thịt gọi là chính trị quấy nhiễu xã hội hoàn toàn cộng sản tàu cũng như cộng sản việt nam không hề cho người dân biết rằng có một loại chính trị cánh tay phải của cách mạng nhằm xây dựng một xã hội người hơn và công bằng hơn nói tóm lại đối với cộng sản làm chính trị nếu không phải là đảng cộng sản thì tất cả đều là hoạt động của thế lực thù địch, đều là à, những thế lực à, quấy phá xã hội, những cái tội phạm làm cho à, cái 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 nền tảng ổn định của sau cộng sản à, bị phá vỡ. Mà ổn định đối với cộng sản là gì? Ổn định đối với cộng sản là mọi người phải răm rắp tuân theo luật pháp của cộng sản, không phải là luật pháp của người dân, răm rắp tuân theo luật pháp của cộng sản và nhìn cái sự việc toàn xã hội răm rắp à, tuân theo luật pháp của giới thống trị người cộng sản gọi đó là à, xã hội ổn định nhưng dưới con mắt nhân bản đó là một xã hội chuồng bò những cái những cái động vật trong trong chuồng đó sở dĩ giữ được ổn định là dưới sự canh chừng cứng đánh của ừ. roi vọt à, và cộng sản à, luôn luôn giáo dục người dân chính trị là tệ hại và và đó là lý do tất cả những gì dính dáng tới chính trị người dân thường uh, ngoảnh mặt uh, nhìn đi nơi khác và dĩ nhiên những gì uh, trà đạp nhân quyền những gì phản dân chủ uh, đều cùng, bị cộng sản việt nam gắn ghép đó là những hiện tượng chính trị và những hiện tượng đó người dân cần xa lánh người dân cần uh, giữ im lặng chớ có can thiệp vào để đòi hỏi công bằng và lẽ phải bởi vì can thiệp vào những hoạt động chính trị đòi hỏi dân chủ nhân quyền chính là hoạt động của thế lực thù địch và đó là đối tượng để nguồn máy công an nhà tù của cộng sản việt nam làm việc câu hỏi đặt ra là rõ ràng qua nhiều lý do khác nhau như đã trình bày thì người trung quốc đa số tuyệt đa số người trung quốc ngày nay đều im lặng trước bất công À, chữ bất công này phải hiểu theo cái cái, 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 lấy cái quyền làm người làm chuẩn con người phải được hưởng những quyền một hai ba bốn chừng nào không có lý do tránh uh, đáng những cái quyền một hai ba bốn đó của con người bị bị đạp bỏ gọi là bất công bây giờ làm thế nào chuyển đổi từ con người vô cảm con người im lặng trước bất công trở thành một con người bình thường, một con người à, sống trong xã hội loài người, biết quan tâm tới những người chung quanh, biết quan tâm tới tương lai của xã hội. Điều đó đặt ra vấn đề giáo dục xã hội. Người ta không thể nào à, qua một vài lời khuyên, người ta cũng không thể nào à, qua một vài bài giảng thuyết mà một xã hội à, thụ động, trước bất công trở thành một xã hội người tỉnh táo, muốn đi từ một xã hội um, nằm bẹp dưới mỏ bách công trở thành một xã hội linh động bảo vệ, bảo vệ quyền sống của con người không gì khác hơn là giáo dục. Giáo dục ở đây có uh, hai hình thái giáo dục, giáo dục học đường và giáo dục xã hội. Giáo dục học đường là đưa cái niệm đời sống của con người vào bài học từ những uh, lớp uh, sơ cấp cho đến uh, trung cấp cho đến cao cấp. Uh, trong khi đó giáo dục xã hội là giáo dục thông qua uh, phim ảnh, uh, sách báo, uh, ca nhạc nhằm khuyến khích con người nhằm giúp cho con người um, giác ngộ trước cái gọi là quyền uh, làm người. Tuy nhiên căn bản nhất vẫn là giáo dục học đường. Giáo dục học đường là uh, cái công cụ uh, giúp cho xã hội có được nhân sự để xây dựng xã hội à, muốn xây dựng một xã hội dân chủ nhân quyền thì phải có nhân sự có ý thức về dân chủ nhân quyền và muốn có uh, nhân sự có ý thức về dân chủ nhân quyền ý niệm về dân chủ nhân quyền nội dung dân chủ nhân quyền phương pháp sống của dân chủ nhân quyền phải được tôi luyện phải được giáo dục và đào tạo trong học đường từng bước một từ uh, lớp uh, sơ cấp lên tới cao cấp lên tới hậu đại học, từ đó xã hội mới có đủ nhân sự cung cấp cho công việc xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội người, một xã hội hạnh phúc hơn mà trong đó người ta thấy con người không còn giữ im lặng trước mọi bất công xã hội và đây là một vấn đề cách mạng xã hội. Kính thưa quý khán thính giả nói như vậy để thấy rằng khi muốn thay đổi một đời sống của một xã hội nhất là một xã hội sống lâu năm bị nhồi sọ quá nhiều năm dưới chế độ cộng sản thì muốn thay đổi cái gương mặt xã hội đó vấn đề tiên quyết là vấn đề giáo dục cho nên người nào làm chính trị nhưng không có ý niệm về giáo dục không có tư tưởng về triết học giáo dục người đó chỉ làm chính trị theo kiểu sôi thịt con người à, làm chính trị cách mạng phải là phải là con người hiểu biết một cách sâu sắc đầy đủ giáo dục như thế nào để một xã hội có đủ nhân sự xây dựng một xã hội dân chủ nhân quyền và xã hội dân chủ nhân quyền mới là một xã hội ổn định thực sự một xã hội ổn định tự nguyện một xã hội ổn định do bản chất của người dân đã được trang bị những hiểu biết đầy đủ về quyền sống của con người và quyền sống của những người chung quanh với À, với căn bản là tự do của một người à, bị giới hạn bởi tự do của những người chung quanh. Nhớ rằng đấu tranh cho tự do nhưng đừng hiểu rằng đừng hiểu tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm mà phải hiểu rằng tự do của một người được giới hạn bởi tự do của những người chung quanh từ đó chúng ta mới có được một xã hội ổn định kính thưa quý khán thính giả đề tài bình luận thầy số 3 tới đây là chấm dứt xin quý khán thính giả bấm subscribe để chúng tôi có dịp trở lại với quý khán thính giả vào các chương trình chiếu hình kế tiếp trân trọng kính chào quý khán thính giả